mạnh lắm. Hello anh em, ở im đây xe tí xem tôi bay nhá. Ok không? Tí nữa tôi sẽ cất cánh bằng con này. Hai anh em tôi cất cánh bằng con này lên trên trời bay một phát đi sang bên Đông Anh luôn. Đặc điểm là bay cái này là rất là thích và an toàn, bởi vì là nó không cần phải đòi hỏi nhiều gió vì có động cơ đằng sau mà. Đấy, còn bay bằng dù bình thường mà không có máy thì cần phải nhiều gió thì mới bay được. Đấy, nhiều gió thì mới bay được. Đấy, và bây giờ đang lấy dù. Anh đang lấy dù. Anh ngồi im đây nha, thì tôi cho anh em xem bay. Ok không? Hiện tại anh Dũng đang lắp dù. Anh em nhìn thấy không? Hơi xa đúng không? Đang lắp dù. Dù để anh em tôi chiến đấu. Anh Tuấn ơi. Để anh em ngồi im đây nhá, tôi ra tôi phụ anh nhá. Đấy. Xem hạ cánh nhá. Hiện tại đấy. Người bay tầm 15 20 phút thôi. Đấy, đâu hạ cánh, hạ cánh. Động cơ to không anh em? Tí nữa anh ơi, đợi tí nữa.